Hay lắm, chúng ta đã bắt được con cá mập khổng lồ đây rồi. Cảm ơn người nhà quỷ đó đã chỉ nó cho chúng ta. Mau, xé thịt đó thôi. À, chúng đâu ta kìa, ta chết tiệt đây. Ai biểu không chịu né? Cái thứ gì trong bụng của cá mập khổng lồ lúc đấy vậy? Mẹ kiếp, một con cá mập con có bốn cái chân à? Mẹ ơi, mẹ ơi! Bọn tao không phải là mẹ của mày. Hay lắm, sẵn tiện mày kỳ lạ đến thế này, bắt mày về bán cho cái lũ sở thú luôn. Không phải là mẹ của tôi, mấy người định làm gì tôi? Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra! Chết tiệt, cái thứ khốn kiếp này dám tấn công bọn tao à? Tao sẽ mổ thịt của mày luôn! Các người đừng ép ta, đừng ép ta! Thật đáng đời lũ khốn kiếp, trời quả báo cho các ngươi. Định đẩy ta ra khỏi bầy lấy thức ăn của ta, bây giờ chết không kịp ngáp. Ngươi chung bọn với bọn chúng, ngươi cũng còn sống mà. Không, ta chỉ đi ghé bọn chúng thôi. Đừng hiểu lầm, ta không có ý giết mẹ của ngươi đâu. Tại có một kẻ xấu xa đã chỉ điểm bắt chúng ta phải làm như vậy. Hắn ở phía sau núi đằng trước kìa. Có kẻ xấu đã hãm hại mẹ của ta. Ta phải đi báo thù, ta phải đi báo thù. Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, con cá sấu khổ kiếp. Có ai đó cứu tôi không? Cứu tôi không? Một sinh vật nhỏ bé đang gặp nạn à? Không được rồi, nó tội nghiệp quá, mình phải cứu mạng nó mới được. Đây, dừng lại, mình không được xen vào việc sinh tử của sinh vật khác. Nếu người cứu con vật đó thì con cá sấu kia sẽ đói bụng tới chết. Ngươi là ai? Sao trông gớm ghiếc thế này? Nhưng mà sinh vật kia, ta là tiểu thần tiên cai quản ở khu vực này. Ta biết ngươi là sinh vật tốt, sẽ khó chịu khi thấy kẻ khác bị ức hiếp. Vậy để ta dẫn ngươi tới chỗ của đại thần tiên cai quản cả thế giới này. Đến ngày ấy nói cho ngươi hiểu tất cả. Cái gì? Ngươi là thần tiên à? Cứu tôi! Không, tại sao thế giới này lại tàn độc nhẫn tâm đến như thế? Những sinh vật to lớn lại được phép đi săn bắt những sinh vật nhỏ bé xé thịt bọn chúng chứ? Thật không công bằng, thật không công bằng. Đây, ngươi chạy đi đâu vậy? Cuộc sống này là như vậy đó, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh, kẻ đi săn và con mồi mà thôi. Chính đại thần tiên đã đưa ra nguyên tắc như vậy, không ai cãi lại được đâu. Cái gì? Tất cả là do tên đại thần tiên nào đó à? Sao hắn là thần tiên mà hắn tàn nhẫn dữ vậy? Ta muốn gặp hắn để ta hỏi rõ về chuyện này. Cuối cùng ngươi cũng đã chịu gặp ngày ấy rồi. Được, nhưng trước khi đến gặp ngày ấy, ngươi cần phải có một món quà đặc biệt. Đó chính là loài hoa tiên chỉ thương. Hãy cùng ta đi thêm vài bước về phía trước, lũ hoa tiên đang ở đó. Là hoa tiên chỉ thương hay sao? Tại sao hắn lại cần thứ hoa này chứ? Nhưng được, ta sẽ hái và đem đến để gặp hắn. Này, mấy chị em ơi, hôm nay mấy chị em cứu được bao nhiêu sinh vật tội nghiệp rồi. Tôi vừa cứu được chú rùa, chú thỏ, chú nhím bị lũ sư tử xé xác nè. Đó, chính là lũ hoa tiên chỉ thương đó. Mau tiến tới xé xác và giết bọn chúng đi. Sao ngươi còn lê mê vậy? Hay là ngươi lại mềm lòng nữa? Nếu vậy ngươi không gặp được đại tiên đâu. Đại tiên có thể biết được mọi chuyện. Ngày ấy sẽ nói cho ngươi biết cha mẹ của ngươi là ai, nguồn gốc của ngươi đến từ đâu. Thôi được rồi. Xin lỗi những bông hoa tiên chị thương. Ta vì mục đích muốn biết bản thân của mình là ai, đành phải lấy mạng các ngươi. Hay lắm. Lấy mạng bọn chúng đi. Tuyệt vời. Nào, tiếp tục đi thẳng thêm vài bước, sẽ gặp được đại thần tiên. Chắc chắn ngày ấy sẽ rất thích món quà của ngươi. Tình khổ kiếp này, ngươi thật là thâm độc. Ngươi bắt ta làm những điều độc ác tàn sát sinh vật khác. Vậy thì ta sẽ cho ngươi chết luôn. Cái gì vậy? Dù ngươi có là thần tiên, ngươi cũng phải đền mạng cho lũ hoa tội nghiệp đó. Cơ thể của mình hình như
mình lớn lên. Móng tay móng chân, hàm răng của mình to ra. Hay lắm, hay lắm. Vậy thì mình sẽ cấp tốc di chuyển thật nhanh đến chỗ tên gọi là đảo thần tiên để hỏi rõ mọi chuyện. À, cái thứ gì đây? Nhìn giống như là một con quái vật rồng to lớn vậy. Đây, ta ngửi trong người của ngươi có loại hoa tiên trị thương. Ngươi có phải hái đem đến đây cho ta hay không? Mau đưa cho ta đi. Hả? Ta là đại tiên đây. Được rồi, ngươi nhận lấy nè. Nhưng hãy cho ta hỏi, Tại sao ngươi là thần tiên mà ngươi lại nhẫn tâm vậy? Để cho thế giới này phải hỗn loạn, rồi những sinh vật to lớn giết chết những sinh vật nhỏ bé mà ngươi không có một chút động lòng hay sao? Nếu tất cả đều như ngươi muốn sống trong hòa bình thì số lượng muôn loài sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Lúc đó thì sao nào? Thức ăn không có, nguồn nước bị ô nhiễm, rồi cả nơi này sẽ cùng chết chung một lúc à? Nhưng mà à, đúng rồi, ngươi là đại tiên, chắc có lẽ ngươi sẽ biết được mọi chuyện. Ngươi hãy nói cho ta biết cha mẹ của ta là ai. Ngươi có một người mẹ là cá mập, bị lũ con người săn bắn và xẻ thịt, sau đó thì cùng lúc ngươi chào đời. Đúng rồi. Còn cha của ta là ai? Có phải là loài cá mập luôn hay không? Giờ ông ấy đang ở đâu? Cha của ngươi à? Thì ra là tên khốn kiếp đó. À không, cha của ngươi là vua sói, nhưng không may bị em trai của hắn tàn độc xé xác để cướp ngôi vua sói. Cái gì? Ta là con lai giữa loài cá mập và loài sói à? Khốn kiếp, cha của ta bị em trai của ông ấy giết chết à? Giờ hắn ở đâu? Ta phải đi báo thù. Được, hắn ở vùng biển Tây Bắc. Hắn khá giống cha của người và vô cùng mưu mô xảo quyệt. Trước đây ta từng bị hắn làm cho bị thương. Ngươi phải cẩn thận. Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, đại thần tiên. Vùng biển Tây Bắc cuối cùng cũng đã tới rồi. Đây, kẻ nào xâm nhập vào địa bàn của ta thế? Lại là thuộc hạ tay chân của cái con yêu tinh rồng khốn kiếp à? Hả? Một con sói to lớn dưới tầng. Nó có khả năng điều khiển được băng tuyết nữa. Chắc chắn nó chính là vua sói, em trai của cha mình, và chính là kẻ đã giết chết cha mình rồi. Đây, cái thứ đột nhập bất hợp pháp kia. Người lẩm bẩm cái gì đó? Sao nhìn ngươi quen thế này? Người rốt cuộc là ai? Tới đây làm gì? Người còn hỏi ta là ai à? Ta tới đây là để báo thù cha của mình. Người đã giết chết cha của ta, cũng là anh trai của người, để người đoạt ngôi vua sói. Cái thứ ngôi vua đó có thật sự xứng đáng bằng ruột thịt của người hay không? Bây giờ, thứ độc ác như người, ta phải trừng phạt. Ta có liều mạng, dù ta có chết cũng phải kéo người theo. Cái gì? Người nói tầm bậy cái gì đó? Ta có anh trai hồi nào chứ? Ta chính là vua sói và chỉ duy nhất ta mà thôi. Đồ xảo trá, vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ. Anh trai của ngươi, tức là cha của ta, là vua sói. Ông ấy có một người vợ khác loài là một con cá mập. Họ đã yêu thương lẫn nhau, kết quả tình yêu đẻ ra chính là ta, một sinh vật lai như thế này. Cái gì? Sao ngươi biết chuyện của ta? Hả? Ngươi không lẽ là con của ta? Có phải ngươi nghe được toàn bộ sự thật nên ngươi giật mình hổ thẹn rồi đứng im để ta tấn công đúng không? Thật đáng đời ngươi. Cũng may là đại thần tiên đã nhắc nhở ta trước. Dừng lại đi. Ta chính là cha của con đây. Con nhắc tới đại thần tiên, không lẽ con đã gặp con ác quỷ rồng khốn kiếp đâu? Nó là một thứ ác quỷ độc địa. Nó mượn danh đại thần tiên để lừa tất cả những sinh vật trong khu rừng này. Ta từng giao tranh với nó, xin lấy được mạng của nó thì không ai để nó chạy thoát. Nó đã âm mưu chia rẽ ta và mẹ của con, rồi sau đó dụ dỗ lũ con người chi giết mẹ của con. Ta không ngờ
đến tận bây giờ nó lại lợi dụng con để giết chính cha ruột của mình. Không, không, không thể nào, không thể nào. Ta không chấp nhận con đâu. Mẹ của con mất, ta cũng không muốn sống nữa. Nào, hãy lại đây, xe xác và ăn thịt ta đi. Con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Rồi hãy giết chết con ác quỷ rồng đó, cứu lấy khu rừng này. Không, không, không. Có lẽ cha con bọn chúng đã tương tàn lẫn nhau. Dù kẻ nào chết, chắc chắn kẻ con lại sẽ vô cùng đau khổ. Tình khổ kìa em. Hả? Thứ gì lại tới đây nữa vậy? Không lẽ là nó, con cắm mập sói chết tiệt đó. Đúng vậy, chính là ta đây. Người dám lừa ta. Người âm mưu giết chết mẹ ta, rồi lợi dụng ta, tấn công cha của ta. Người coi ta giống như là một con cờ của ngươi vậy. Ngươi đừng trách ta, tại cha của ngươi đã giết ta trước. Nào, bình tĩnh, hãy nghe ta nói. Ta sẽ nhận ngươi làm con nuôi, để ngươi có tình cảm ấm áp. Rồi hãy cùng đại tiên ta đây, thống trị cái thế giới này. Come on, come on. Ngươi là một con ác quỷ. Từ đầu, ta đã nghi ngờ ngươi và thuộc hạ của ngươi rồi. Ta thật ngu xuẩn khi tin những gì ngươi nói. Ngươi mà là đại tiên cái gì? Chết đi, chết đi. Ta sẽ thay mặt cha ta hủy diệt cái thứ ác quỷ cho ngươi, đưa ngươi mãi mãi xuống dưới địa ngục. Không, dừng lại, dừng lại.